Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S1, server của một top lật chiến link server, đó chính là anh bé khùng. Thì cũng khá lâu rồi mình mới review lại anh bé khùng và rất là nhiều anh em yêu cầu mình review lại nhân vật bé khùng này. Thì trong cái thời gian hiện tại, thời điểm hiện tại không biết anh bé khùng đã lên được cái gì mới hay không. Hiện tại thì anh bé khùng đã được mob lật chiến là 24.573.448 lật chiến. Anh ta đã full cấp 179 rất là lâu luôn mình em ơi. Và hiện tại anh ta đã chuyển về môn phái đào hoa. Thì trong cái giai đoạn hiện tại, đào hoa là một trong những môn phái cực kỳ mạnh luôn, giao tranh tổng rất là tốt. Và với cái lực chiến khủng khiếp như thế này thì anh ta solo cũng cực kỳ kinh khủng luôn rồi đúng không? Rồi sinh lực là 1 triệu sinh lực. Anh ta sử dụng thiên địa quy tâm mà 1 triệu máu là quá ghê luôn rồi đó anh em ơi. Tấn công là 47k, thể chất 3k2, sức mạnh 4k3, nhanh nhẹn 3k5 và linh hoạt 4k2. Hiện tại thì nguyên một set cường hóa cộng 140 hết trơn luôn, anh em có thể nhìn thấy cực kỳ kinh khủng luôn á anh em ơi. Nếu mà sau này có ra cái vũ khí bích kim thì mình nghĩ anh này cũng lên cái vũ khí bích kim luôn á. Ở bên Trung Quốc hiện tại đã có cái vũ khí bích kim rồi. Bên Trung Quốc hiện tại thì nó có cái giới hạn cấp 189 cấp hơn bên mình. Ở bên WW1 á 189 cấp hơn bên mình một giới hạn cấp, thì người ta có Trường Tâm Phong, có cái vũ khí bạch kim. Thì sau này chắc cũng có thể là anh ta cũng sẽ sở hữu cái vũ khí bạch kim thôi. Rồi qua coi cái vũ khí hoàng kim 170 cấp cùng cấp luôn là anh em thấy không. Rồi cộng 140 dẫn dòng màu cam cực kỳ đẹp luôn, linh hoạt nè, hút sinh lực nè, sức mạnh nè, ba dòng cực kỳ đẹp luôn, quá quan trọng luôn rồi anh em ơi. Anh em có thể lựa chọn thêm là tỷ lệ bổ kích, sát thương, thuộc tính và tấn công. Chuyên về tấn công luôn á anh em. Rồi đá hồn hai viên vàng, đó chính là hạng vũ cao và bản trần cao. Cái viên bản trần này cực kỳ hiếm luôn nè. Anh em nào mà lên được màu vàng như thế này là quá ghê luôn. Cái viên bản trần là đúng không? Đoạn chí hơn với lại một cái viên này nè. Đâu đây, bản tướng. Trời ơi, mấy cái viên này đúng khủng khiếp luôn á anh em ơi. Rồi qua cái nón bạch kim cộng 140, 171 cấp. Đó, cùng với hạng cấp luôn. Nên là những cái trang bị hiếm 17x của anh em quăng vô là anh em sẽ có một cam. Nhớ nha. Đó, những cái dòng anh ta lựa chọn đó là nhanh nhẹn nè, tỷ lệ kháng bổ kích, thể chất, linh hoạt, sinh lực cơ bản, phục hồi sinh lực và né tránh. Ghê không? Quá kinh khủng luôn. Tiềm năng thì anh ta lựa chọn hết tất cả luôn mày. Đó, những điểm tiềm năng là lựa chọn hết. Rồi còn lại là anh ta lựa chọn là sinh lực cơ bản. Rồi tỷ lệ kháng bổ kích, cái dòng thứ 6 là anh ta có thể lựa chọn là né tránh. Và cái dòng thứ 7, cái dòng bạch kim á, anh ta lựa chọn là phục hồi sinh lực. Đá hồn thì anh ta giữ lại hoàng nhan tương. Hoàng nhan tương tăng sát thương bổ kích nè. Quá quan trọng luôn nên là chúng ta không thể bỏ được anh em ơi. Cực kỳ quan trọng luôn. Rồi đá hồn mạnh thương lam cao, tầng thủy hoàng âm cao. Ở cái nón thì chưa có lên đoạn chí hơn, chắc vài bữa nữa lên cao anh ta thay vô luôn á. Rồi dây chuyền bạch kim cộng 172 cấp, cường hóa là cộng 140. Có 1, 2, 3, 4, 5 dòng màu cam. Hầu như là cái món đồ nào anh ta cũng 4 đến 5 dòng cam anh em. Đập đầu kinh khủng khiếp thật chứ. Những dòng quan trọng cho cái dây chuyền anh em có thể tham khảo như là sát thương bổ kích nè, những điểm tiềm năng nè, nhanh nhẹn nè, sức mạnh nè, phản đòn cận chiến, phản đòn tầm xa. Rồi còn những dòng còn lại thì mình thấy rất là nhiều anh em lựa chọn né tránh. Thay vì chúng ta dùng kháng thủy, thiên mộc đồ các kiểu á, anh em lựa chọn né tránh. Né tránh rất là nhiều luôn á. Rồi tỷ lệ bổ kích và bỏ qua né tránh. Đá hồn thì đường hiệu cao, huyền băng điêu hoàng cao luôn. Và cái bao tay hoàng kim 173 cấp luôn. Rồi một dòng nhanh nhẹn thể chất. Trời, 4 dòng quá ngon luôn anh em ơi. 4 dòng cực kỳ quan trọng mà cực kỳ ngon luôn. Tiềm năng nè, kháng bạo kích nè, miễn bạo kích nè. Quá kinh khủng. Thể chất cộng 90, thua 9 điểm, màu tím là quá ok rồi. Cái dòng còn lại thì lựa chọn né tránh anh em thấy không? Đó, toàn là lựa chọn né tránh thôi. Ngu Giảng Văn cao, giữ lại Lý Thiên Mục cao nè. Rồi đá hồn Quỷ Cốc Tử Dương cao luôn. Rồi qua cái nhẫn. Cái nhẫn hoàng kim 174 cấp cộng 140.
4 dòng 1 cam, sức mạnh, né tránh, linh hoạt, phản động cận chiến. 4 dòng anh em có thể tham khảo lựa chọn nha. Rồi còn lại anh em lựa chọn là bỏ qua né tránh và tỷ lệ bộ kích, giống như cái dây chuyền nè. Rồi, cô đá hồn. Đường giảng cao nè, kinh tuyết cao nè, Vân Hạo Nhiên cao nè, Hoàng Nhan Tông Hạng cao. Hồi trước Vân Hạo Nhiên này kiếm hơi bị phơi luôn, kiếm rất là khó, Hoàng Nhan Tông Hạng như vậy nè. Ồ, lên cao là quá kinh khủng luôn mày. Cái áo 175 cấp bạch kim, cộng 140, 4 dòng cam luôn. Cái áo đập hơi bị khủng khiếp luôn á anh em. Cái áo nó chỉ là tốn công hiến thua cái vũ khí thôi, mà cái vũ khí anh ta có 4 dòng cam, cái áo thì cũng 4 dòng cam luôn, mà có cái miễn sát thương bổ kích 87% là quá ngon luôn, cực kỳ ngon luôn. Hai cái dòng này nè, nhanh nhẹn nè, tiềm năng cộng quá trời quá đất luôn, thêm cái miễn sát thương bổ kích đó chứ. Quá ghê. Tỷ lệ kháng bổ kích là màu xanh, phải chi một tím hay một cam cũng quá đẹp luôn á. Những dòng quan trọng dành cho cái áo anh em có thể tham khảo như là thể chất, nhanh nhẹn, miễn sát thương bổ kích, tỷ lệ kháng bổ kích. Đó, 4 cái dòng đầu tiên anh em có thể tham khảo. Ngoài ra 3 dòng còn lại anh em có thể sử dụng như là kháng tỷ lệ thuộc tính, kháng tất cả và kháng kim. Đó, này tùy thuộc vào lựa chọn của mọi người nha. Rồi, đá hồn thiên âm. Đó, thiên âm cao. Ở đây thì có 3 di một dạng luôn mày. Hoàng Nhan, Hồng Liệt chân cao và đá hồn Vương Lăng cao luôn. Rồi, cái ngọc bội. Ngọc bội hoàng kim 176 cấp cộng 140. Có 3 dòng màu cam. Đó chính là bỏ qua né tránh, tẩy lại kháng bổ kích, phản đòn tầm xa. Ở cái ngọc bội anh em có thể lựa chọn 5 dòng ở dưới này cho cái ngọc bội của chúng ta. Những dòng ở dưới này nè, dòng mà tỷ lệ kháng bổ kích nè, thể chất nè, phản đòn nè, linh hoạt nè, sát thương bổ kích cực kỳ quan trọng cho cái ngọc bội. Rồi còn lại anh em có thể lựa chọn bỏ qua né tránh cũng được. Đó giống như anh biết hùng của chúng ta đó. Rồi đá hồn thì đá hồn Võ Tắc Thiên Dương cao, đá hồn Diệp Vô Tâm cao luôn. Ở cái ngọc bội này toàn là những đá mà nó giúp cho chúng ta tăng miễn sát thương bổ kích cực kỳ nhiều luôn, anh em thấy không? Rồi cái đai bạch kim 177 cấp cộng 140 cường hóa. Ở 4 dòng màu cam cực kỳ ngon luôn nè, miễn sát thương bổ kích nè, sinh lực cơ bản nè, thể chất nhanh nhẹn, linh hoạt. Trời ơi quá ngon luôn mày. Tỷ lệ kháng bổ kích, trời ngon cực kỳ luôn. Anh ta lựa chọn dòng thứ 7 là kháng hỏa. Đá hồn Lý Điềm Nhi cao giữ lại để có phản năng tầm xa. Rồi Tần Thiếu Hoàng Dương cao, Quỷ Cốc Tử âm cao. Qua cái phù. À, cái phù 178 cấp cộng 140. 4 dòng hình như là cái món nào cũng 4 hết trơn luôn á ta ơi. Đây cái dòng cái này thì 3. Trời ơi, toàn là 4 dòng màu cam không anh em ơi. Khủng khiếp thiệt chứ. Đúng kinh khủng luôn á. Đây, thể chất nè, hiệu sức phục hồi nè, nhanh nhẹn nè, sát thương bổ kích nè, phản đòn tầm xa nè, bộ qua này tránh nè. Đó, anh em có thể tham khảo sử dụng nha. Bản tướng chung, đó, sinh lực cơ bản 28%. Nếu mà lên cao hình như 36% lần á anh em. Nó nhiều hơn huyền tự luôn á, quá ghê luôn á. Rồi, nhanh nhẹn nữa nè, trời ơi quá nhiều luôn á. Anh em nào mà có lên bản tướng cao là quá kinh khủng luôn anh em ơi. Cực kỳ ghê. Rồi, Võ Tắc Thiên âm cao, rồi Phương Công Vọng cao. Đó, những viên đá mà hot hot là anh ta lên hết. Rồi đôi dài cường hóa cộng 140, đôi dài 179 cấp hoàng kim. Tỷ lệ kháng bổ kích màu tím thôi, không thôi là màu cam, đó là match up luôn mày. Thể chất nè, nhanh nhẹn nè, sức mạnh nè, hiệu sức phục hồi nè, miễn sát thương bổ kích nè, tỷ lệ kháng bổ kích nè. Cái dài này là quá ngon luôn mày, quá cơ bản, quá chính xác luôn đó anh em có thể tham khảo nha. Rồi đá hồn thì ngu cơ tuyệt thế cao nè, vạn độc khúc hoàng cao nè, đó ghê gớm. Rồi qua chân nguyên 170 cấp, 1.7 triệu là chiến lận á. 8 dòng mà hết, 7 dòng màu cam mày. Tiếc là cái dòng bỏ qua tỷ lệ bộ kích cơ bản này mới là màu xanh thôi, phải chi màu cam đó là quá ngon luôn á, match up luôn á, đúng không? Rồi anh em có thể nhìn thấy hầu như là tất cả những anh em top lực chiến hay là những anh em build đồ á, ở cái chân nguyên đều lựa chọn những cái dòng tiềm năng, em thấy không? Linh hoạt, nhanh nhẹn, sức mạnh và thể chất. Tại vì đây là một cái mà nó tăng điểm tiềm năng cực kỳ cao, cao nhất luôn trong tất cả trang bị. Đó, giúp cho chỉ số của chúng ta tăng cao nè. Càng về sau thì những chỉ số cơ bản như là tỷ lệ bộ kích cơ bản, nó tỷ lệ với linh hoạt, nó giúp cho tỷ lệ bộ kích của chúng ta nó cao hơn.
hoặc là sinh lực cơ bản nó tỷ lệ với thể chất giúp cho máu của chúng ta cao hơn nữa. Đó, cực kỳ ngon luôn anh em ơi. Những dòng còn lại anh ta lựa chọn là né tránh cơ bản, tỷ lệ bổ kích cơ bản, bỏ qua tỷ lệ bổ kích cơ bản và bỏ qua né tránh cơ bản. Hiện tại dùng thiên địa quy tâm 13/13 mà máu của anh ta 1 triệu rồi. Quá ghê, quá ghê. Rồi con ngựa bắt ốp rồi nè. Có thú cưỡi nè. À, cái skin á lên 18x thì sẽ có trang bị ngựa bậc 8, nên là chắc cũng vài chục ngày nữa hoặc là mấy tháng nữa thì sẽ mở giới hạn 18x. Đó là sẽ xem anh ta bung lỗ tiếp. Quá ghê luôn á. Rồi qua con đồng hành rất là quen thuộc luôn anh em ơi. Anh này chơi đồng hành cực kỳ ngon luôn. Hai chiêu vàng, kỳ tài thức tỉnh, 180k lực chiến. Sinh lực hiện tại nè, miễn sát thương bổ kích nè. Châu quá trời châu luôn á. Rồi, con hạng vũ kỳ tài thức tỉnh, 3 chiêu màu vàng, 185k lực chiến. Hậu chủ 28/29. Gây ông, tẩy lại bổ kích cơ bản nè. Trời ơi, quá ngon. Thêm cái môn khách nè, linh hoạt. Quỷ cốc tử, 187k. Quỷ cốc tử này đẹp cực kỳ luôn. Hoàng mỹ nè, full hoàng mỹ luôn. Rồi, 3 chiêu mùa vàng. Đó, kỳ tài thức tỉnh luôn. 187k lực chiến, 28/29. Trời ơi, còn có chút xíu nữa thôi là lên được luôn rồi. 1875, này là 1871. Xíu nữa, còn chút xíu nữa là anh ta sẽ lên full luôn á. Hoàng Nhan kỳ tài thức tỉnh luôn. Chê bét cực kỳ kinh khủng luôn. Đây, 3 chiêu mùa vàng, 185k lực chiến, 28/29, tăng né tránh cơ bản, thêm môn khách nữa, điểm sức mạnh, ghê gớm, quá ghê. Để coi mạch của anh ta lên như thế nào. Chu Thiên đã mát hết trơn luôn, đó, ghê chưa, quá ghê. Rồi, kỹ năng mạch 1 mát, mạch 2 mát, mạch 3 mát, mạch 4 mát, mạch 5, mát hết 5 mạch đầu luôn á. Mạch 6 điểm. Mạch 6 này phải có event anh em mới tăng lên được đúng không? Nhưng mà muốn lên mạch 6 này cũng hơi bị chua đó anh em ơi. Bởi vậy là anh em nào mà mát được kinh mạch 6, mát up như là kiểu giống như là mát hết cho tất cả luôn. Cực kỳ kinh khủng luôn á. Quá ghê luôn á anh em ơi. Đó, kinh khủng. Rồi môn khách. Hiện tại thì có hai con môn khách 3S, đó chính là Hạng Vũ với lại Hoàng Nhan được kích hoạt. Rồi, qua đây là sát thương bảo kích nè. Tỷ lệ bảo kích cơ bản, bỏ qua tỷ lệ bổ kích cơ bản, kháng tất cả cơ bản, bỏ qua kháng tất cả cơ bản, né tránh cơ bản, triệt tiêu sát thương cuối. À, rồi tuyệt học thì sao? Tuyệt học bộ thì 77 hết, những cái chiêu này chỉnh hết trơn luôn. Sau khi thi triển sẽ nhận né tránh cực cao trong thời gian ngắn 3000%. Giờ nếu mà vậy là 4 giây búp lên cái né tránh nó còn hơn né tránh của cái bàn nữa. Chiêu này sát thương bổ kích dưới 30% máu bị tấn công, sát thương bổ kích này sẽ chuyển thành miễn sát thương bổ kích, giúp cho nhân vật của chúng ta nó trâu hơn. Rồi đào hoa tiễn thật nó cộng dồn khi mà chúng ta bắn thường á, nó giúp cho chúng ta sẽ tăng đam rất là nhiều luôn. Đào hoa là cái môn phái mà mình thấy nó đánh thường khá là nhiều, cũng cực kỳ ngon luôn, nên là anh em tăng mát đánh thường cộng với cái tuyệt học như thế này cực kỳ ngon luôn á. Bộ ở bên Trung Quốc thì nó đã có thêm một ô tuyệt học ở bên đây. Đó, và bộ thì anh em có thể tăng lên 5 bộ. Hiện tại thì anh bé khùng của chúng ta đã mát 3 bộ luôn này. Tốc đánh, sinh lực cơ bản, sát thương bổ kích. Bộ thứ hai hút sinh lực, bổ qua kháng tất cả cơ bản và né tránh cơ bản. Và bộ thứ ba đó chính là bổ qua né tránh cơ bản, kháng tất cả cơ bản và tấn công cơ bản. Ghê không? Quá ghê luôn. Ôi quá khủng khiếp luôn. Kinh khủng. Đó là nhân vật top 1 lực chiến liên server. Anh bé khùng đã đứng đầu top 1 lực chiến liên server rất là lâu rồi. À, chỉ có cái giai đoạn mà vừa mới mở giới hạn 17x thôi là top 2, đó chính là anh Phí đã bung lên 175 cấp, nên là anh ta bung lực chiến cực kỳ kinh khủng luôn. Nhưng mà cuối cùng mát lực chiến, mát cấp thì anh bé khùng đã lấy lại ngũ vương của mình. Thì nếu mà anh em nào mà những cái cao thủ khác mà muốn qua mặt anh bé khùng để chiếm top 1 lực chiến thì anh em phải build đồ khủng khiếp nữa, cực kỳ kinh khủng luôn á. Nên là đây là một trong những người mà đang giữ cái vị trí quá cao trong bảng xếp hạng lịch chiến liên server. Hy vọng là trong tương lai sẽ có người nào đó đánh bại anh ấy đi, để có một cái gì đó mà gọi là đối thủ, đúng không?
mình ở trên cao quá mà có mình cũng buồn đúng không anh em ơi. Rồi ok, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nô cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.